Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với channel của mình nhá. Và hôm nay mình giới thiệu cho các bạn các tính năng mới chuẩn bị có mặt ở phiên bản sắp tới cập nhật của chúng ta. Đó chính là đầu tiên tôi giới thiệu là cách ping địch biến mất của chúng ta. Mọi khi thì chúng ta sử dụng dấu chấm hỏi rất là ức chế đúng không ạ? Nhiều kiện tướng còn sử dụng dấu chấm hỏi đó để mà hỏi với ý là mày vừa làm gì vậy thằng ngu? Hay là mày vừa làm cái quần què gì vậy? Hay là mày tại sao lại ở đây? Mà không, bây giờ chúng ta đổi phương thức khác, đó chính là địch biến mất. Rất tuyệt vời. Thứ hai là chính là thưởng vàng theo tuần và tăng số vàng theo uy tín. Thưởng vàng theo tuần này, nếu mà anh em nào từng chơi vương giả vinh diệu, ép tin chắc 100% là anh em từng nhận và làm qua. Đúng không ạ? 12 trận thì được tăng bao nhiêu vàng này? 30 trận thì được tăng bao nhiêu kia? 1, 2, 3, 4. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và không chỉ vậy, còn tăng theo uy tín của các bạn. Uy tín của các bạn càng cao, lượng vàng tăng nhiều. Trên 96 là 20%, trên 85 là 10%, 85 là 0% và dưới 60 thì khỏi nghĩ. Không có gì đâu các bạn ơi. Chứ vậy cần phải chơi cẩn thận và tuyệt đối tuân thủ. Trang phục được tăng 10% vàng và tăng tối đa 350 vàng. Đó là điều tuyệt vời mà các bộ trang phục sắp tới được chúng ta. Vậy là khi đó anh em nào mà bỏ tiền ra mua trang phục, bây giờ không chỉ cảm nhận được đó chính là đẹp không đâu, mà đó chính là tăng thêm rất nhiều mục đích khác, đó chính là vàng này và 350 tối đa. Nhưng mà sau các trận nhá, chứ không phải là vàng trong game đâu. Tức là sau khi chúng ta đánh xong cái trận ấy, chúng ta được tăng. Đó. Điều tiếp theo đó chính là thêm hiệu ứng hình ảnh cho bản đồ liên quân, thêm sắc nét hơn về bản đồ của hai bên này. Rừng cây, hoa lá, trụ, chiền, vách đá, rau cỏ các kiểu, nó được làm sinh động và đẹp hơn. Rất là tuyệt vời. Sự thay đổi tiếp theo đó chính là thêm khung avatar cho anh em. Khung avatar này anh em có thể nhận bằng 4 cách, đó chính là ở sự kiện này, trang phục này, clan. Đó là 4 cách thức để mà anh em có thể nhận được về các sự kiện như là Valentine này, Halloween hay là mấy cái dịp lễ Tết gì đó anh em, thì nó có. Rất là đẹp. Ok, cảm ơn anh em xem video clip của mình nhá. Và đừng quên like, share video để mà nhận thêm các thông tin bổ ích khác về bản cập nhật sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên bỏ lại một đăng ký kênh vì nó hoàn toàn miễn phí. Và ấn vào biểu tượng chuông, lựa chọn gửi cho tôi tất cả thông báo về kênh này để sau khi ad gửi lên cho các bạn các video, YouTube sẽ thông báo cho các bạn để vào xem nhanh nhất. Và sau đó, đừng quên bỏ lại một like và chia sẻ các video lên các mạng xã hội như Google, Facebook. Xin cảm ơn.